bị khách Tây cầu cứu, người phụ nữ bán hàng rong là một hành động khiến hàng triệu người Việt Nam tự hào. Một chàng trai có tên là Rush đến từ Úc đang trên đường thực hiện thử thách người tốt việc tốt bằng cách tự đặt mình vào hoàn cảnh khó khăn để nhờ sự giúp đỡ từ bất kỳ người nào trên phố mà anh gặp. Khi nhìn thấy người phụ nữ có dáng vẻ lam lũ đẩy xe bán trái cây, anh đã đến gần và ngỏ ý nhờ giúp đỡ. Excuse me, my name is Ross and I didn't have any. Do you speak English? Oh, here. Tôi bị mất ví và tôi thực sự đói. Bạn có thể vui lòng cho tôi một ít thức ăn miễn phí dù chỉ một cái được không? Có thể do bất đồng ngôn ngữ hoặc sợ bị lừa đảo, người phụ nữ đã lắc đầu từ chối và rời đi. Cứ tưởng thử thách sẽ thất bại, nhưng thử thách thành công mỹ mãn. Khi người phụ nữ định rời đi thì chàng trai này đã dành tặng cho cô một hộp quà khiến không chỉ người phụ nữ mà cả người xem cũng phải bất ngờ. Tuy phần ăn không đáng là bao nhưng sự tử tế của cô lại khiến hàng triệu con người Việt phải tự hào vì quá tinh tế. Rất nhiều người đã để lại bình luận hết sức ấm lòng bên dưới video. Người Việt chúng ta lúc nào cũng tuyệt vời như vậy. Liền tay không suy nghĩ, thương thật sự. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, người Việt Nam được dạy từ khi biết nói nha. Thử thách này ở Việt Nam thì không thấy ai từ chối luôn. Việt Nam rất hào sảng trong việc giúp đỡ người khác. Một cư dân mạng nước ngoài khác thì chia sẻ, thật đáng trân trọng, dù kinh tế khó khăn nhưng cô ấy luôn giàu sự yêu thương. Người Việt Nam là thế, có thể không quá dư dả về vật chất nhưng tấm lòng lại rất đẹp. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về cách người phụ nữ vượt qua thử thách trên? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết với nhé! Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé! Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại!